cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tranh luận trực tiếp Trump Harris, hai ứng cử viên đã chuẩn bị ra sao? Quy tắc tranh luận có lợi cho ứng cử viên nào? Ông Trump và bà Harris cạnh tranh xích sao? Tranh luận trực tiếp Trump Harris trái ngược trong sự chuẩn bị. Trước thêm cuộc tranh luận trực tiếp ngày 10 tháng 9, hai ứng viên tổng thống Mỹ từ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang hoàn tất những bước cuối cùng, chuẩn bị cho màn tranh luận trực tiếp đầu tiên theo cách trái ngược nhất. Trong khi ứng cử viên Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris nỗ lực tập dượt tranh luận, ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump lại không mấy quan tâm đến việc thực hành tranh luận. Chuẩn bị cho cuộc tranh luận quan trọng, bà Harris đã dành thời gian khoảng 5 ngày tại một khách sạn tại Pittsburgh để thực hành tranh luận, chuẩn bị trước cuộc đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, sự chuẩn bị của cựu tổng thống Donald Trump mang tính ngẫu hứng. Ông bắt đầu tập trung hơn vào các vấn đề chính sách để làm mới bản thân. Bất chấp sự chuẩn bị của hai bên cho đêm trọng đại ở Philadelphia hoàn toàn khác biệt, cả hai đều có cách nhìn chung về cuộc tranh luận. Đội ngũ của bà Harris và ông Trump đều coi đây là thời điểm quan trọng để xây dựng hình ảnh trong mắt hàng triệu cử tri dao động. Những cử tri này đã quen thuộc với ông Trump nhưng lại chưa hiểu rõ về bà Harris. Ông Trump chỉ có một mục tiêu trong cuộc tranh luận, đó là gắn chặt bà Harris với các vấn đề của chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden, buộc bà phải chịu trách nhiệm về những thất bại của chính quyền trong nhiệm kỳ. Ông Trump tập trung đặc biệt vào chi phí sinh hoạt cao, sự hỗn loạn trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Ukraine và Trung Đông, vấn đề an ninh công cộng và nhập cư. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận của ông Trump, hạ nghị sĩ Matt Gaetz của Florida đóng vai trò đặt ra những câu hỏi hóc búa, bao gồm cả những chủ đề khó như bản án hình sự của ông Trump. Ông Trump được cho là đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận năm 2024 kỹ càng hơn cả năm 2016 và năm 2020. Tuy vậy, ông Gaetz tiếp tục khẳng định cựu Tổng thống Trump không chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Theo nghị sĩ này, ông Trump thường xuyên tập hợp các cố vấn để nói về cách bảo vệ biên giới, giảm giá hàng hóa, ngăn chặn sự hỗn loạn toàn cầu mà ông đổ lỗi cho bà Kamala Harris và ông Joe Biden gây ra. Đội ngũ của cựu Tổng thống kỳ vọng thu được kết quả như cuộc tranh luận hồi tháng 6. Tuy nhiên, một số đồng minh thừa nhận bà Harris là đối thủ khó nhằn hơn ông chủ Nhà Trắng. Họ cũng lo ngại về giọng điệu của ông Trump khi công kích bà Harris bởi nó có thể tạo ra ấn tượng xấu khi nhắm vào một phụ nữ. Các đồng minh khuyên ông Trump nên nhấn mạnh vào các vấn đề lạm phát và nhập cư. Họ tin rằng cách tốt nhất để giành chiến thắng vào tháng 11 là liên kết với bà Harris với những lĩnh vực mà ông Biden không giành được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là kinh tế và nhập cư. Khi bị bà Harris tấn công về vấn đề COVID-19, ông Trump cũng có thể chỉ ra số người chết vì đại dịch dưới thời ông Biden cao hơn dưới thời ông Trump. Do thất bại của Tổng thống đương nhiệm trong việc nỗ lực siết chặt quy định về khẩu trang và tiêm vaccine. Ông Trump từng dẫn trước ông Biden trong các cuộc thăm dò, nhưng sau khi Đảng Dân Chủ thay ứng cử viên, cục diện cuộc đua đã có sự thay đổi. Bà Harris giúp Đảng Dân Chủ thu hẹp đáng kể khoảng cách, thậm chí dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Về phía bà Harris, bà ưu tiên việc khiến ông Trump tự bắn vào chân mình. Thực tế, các cố vấn của ông Trump cũng lo ngại ông sẽ không kìm được mà bộc lộ sự coi thường đối với bà Harris. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ cũng đang chuẩn bị cho trường hợp ông Trump công kích bà về chủng tộc, các mối quan hệ chính trị, quan hệ cá nhân. Đội ngũ của ông Trump lường trước rằng ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về vấn đề phá thai, một chủ đề mà ông chưa có quan điểm chắc chắn. Không giống như ông Biden, bà Harris không tập trung thẳng vào việc miêu tả cựu tổng thống như một mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ. Các trợ lý của phó tổng thống Mỹ cho rằng công kích cá nhân là lãng phí thời gian, bởi hầu hết cử tri đều có cái nhìn cố định về tính cách của ông Trump. Thay vào đó, bà Harris đang cố gắng kết nối với một phần cử tri nhỏ, dao động. Những người có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế, lo lắng về tương lai, hay những người muốn biết ứng viên sẽ làm gì để cải thiện cuộc sống của họ. Bà Harris và những người cố vấn hiểu cuộc tranh luận sẽ là một cuộc chạy đua để xây dựng hình ảnh và thương hiệu chính trị của bà trước khi ông Trump làm điều đó. Một thách thức đối với bà Harris đó là ông Trump có nhiều kinh nghiệm tranh luận hơn bà. Theo giới quan sát, cuộc tranh luận sẽ là cơ hội để ứng cử viên Mỹ chứng kiến hai ứng viên đưa ra phương án giải quyết những câu hỏi khó về kinh tế, nhập cư, chính sách đối ngoại của đất nước. Sự kiện có thể thu hút lượng người xem kỷ lục cùng hàng loạt các bài bình luận sau đó. Đây là cơ hội để bà Harris xóa bỏ hoài nghi rằng bà không có khả năng tranh luận, còn ông Trump có thể tái khởi động chiến dịch tranh cử
sau khi đối thủ Dân Chủ cải thiện vị thế nhanh chóng trong các cuộc khảo sát. Quy tắc tranh luận có lợi cho ứng cử viên nào? Trước khi cuộc tranh luận diễn ra vài ngày, cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris đã nhất trí với các quy tắc do ABC News đặt ra cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai người. Cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9, tức 8 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Sự kiện sẽ áp dụng quy cách và quy định giống như cuộc tranh luận giữa ông Trump cùng Tổng thống Joe Biden trên CNN hồi tháng 6. Theo ABC, chương trình sẽ kéo dài 90 phút với 2 lần nghỉ phát quảng cáo. Hai ứng viên sẽ đứng trên bục suốt thời gian diễn ra. Hai người không có phát biểu mở màn và được cho 2 phút mỗi người để phát biểu kết thúc. Mỗi ứng viên được phát bút, giấy trắng, chai nước. Hai người không được phép mang theo đạo cụ hoặc giấy nhớ đã viết lên bục tranh luận. Ông Trump và bà Harris sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi của người điều phối, 2 phút phản biện và thêm 1 phút để làm rõ hoặc phản hồi lại. Ứng viên không được phép đặt câu hỏi cho nhau và không được tương tác với nhân viên chiến dịch của mình trong lúc nghỉ giải lao. Khán phòng tranh luận sẽ không có khán giả. Điều đáng chú ý là micro của ứng cử viên chỉ được bật khi người này tới lượt phát biểu. Chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ trước đó muốn thay đổi quy tắc này với hy vọng ông Trump bộc lộ những điểm yếu khi không bị kiềm chế. Chiến dịch của bà Harris ngày 4 tháng 9 nói rằng mặc dù đồng ý với quy định, họ sẽ bị bất lợi bởi hình thức này, bởi nó sẽ giúp bảo vệ ông Donald Trump trước các cuộc trao đổi trực diện với Phó Tổng thống. Joshua Miller, phụ trách chiến dịch Trump, cho biết họ rất vui mừng khi nhóm của bà Harris chấp thuận quy tắc tranh cử của ABC. Cựu Tổng thống Trump đã thắng màn tung đồng xu hôm 3 tháng 9 để chọn thứ tự phát biểu. Ông Trump sẽ phát biểu kết thúc sau bà Harris và đứng bên trái màn hình, bên phải sân khấu. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ cạnh tranh chỉ sao? Càng về cuối chiến dịch tranh cử Tổng thống, cuộc cạnh tranh giữa hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump và bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ngày càng gay cấn và xì xào. Theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất do New York Times và Siena Collect thực hiện, được công bố vào ngày 8 tháng 9, ông Trump hơn bà Harris 1 điểm phần trăm, đạt mức 48% so với 47% của đương kim Phó Tổng thống Mỹ. Với biên độ sai số 3%, điều này có nghĩa là bất kỳ ứng cử viên nào cũng có thể giành chiến thắng, với cách biệt mà ông Trump được tạo ra so với đối thủ là vô cùng mong manh. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ cần có thêm thông tin về bà Harris, trong khi ý kiến của công chúng về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như đã được xác định. Có 28% số người được hỏi cho biết họ cần có thêm thông tin về Phó Tổng thống Harris, trong khi chỉ có 9% có ý kiến như vậy về ông Trump. Kết quả khảo sát ngày càng cho thấy cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris diễn ra vào ngày 10 tháng 9 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội để bà Harris công bố chi tiết về các chính sách tranh cử, nhưng cũng là cơ hội để ông Trump củng cố các luận điểm của mình. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, với sự cạnh tranh sít sao như hiện nay, chỉ cần một lợi thế nhỏ cũng có thể đem lại kết quả tốt cho cả ông Trump lẫn bà Harris.